Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Bắp cải, loại rau được ví thần dược của người nghèo. Hãy nghe chuyên gia nói về tác dụng. Thứ nhất, vô vàn tác dụng bất ngờ từ bắp cải. Thứ hai, một số bài thuốc hay làm từ bắp cải. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vô vàn tác dụng bất ngờ. Bắp cải có giá trị phòng bệnh rất lớn. Từ Hy Lạp, La Mã cổ đại, người ta đã biết đến tác dụng tuyệt vời của bắp cải. Một loại rau bổ dưỡng, bắp cải còn có tác dụng chữa bệnh và làm đẹp hiệu quả. Các nghiên cứu chỉ ra rằng lượng vitamin trong bắp cải nhiều gấp 4,5 lần so với cà rốt, 3,6 lần so với khoai tây, hành tây. Điều đặc biệt là vitamin E và P trong bắp cải kết hợp với nhau làm cho thành mạch bền vững. Rất nhiều người chọn bắp cải là thực phẩm cho chế độ ăn kiêng bởi vì bắp cải làm sạch và giải độc cơ thể. Điều này khiến cho bắp cải là một loại thực phẩm bổ dưỡng với bất cứ chế độ ăn nào. Bắp cải giàu vitamin C, người ta cho rằng bắp cải chứa nhiều chất chống oxy hóa cao hơn kem. Bắp cải tốt cho sức khỏe bởi nó làm giảm các gốc tự do trong cơ thể, nên ngoài tác dụng chống lão hóa, ngừa ung thư, nó còn giúp cơ thể giải độc hiệu quả. Theo đông y, bắp cải có vị ngọt, tính hàn, không độc, có tác dụng hòa huyết, thanh nhiệt, thanh phế, trừ đờm, sinh tân, trị khát, mát dạ dày, giải độc, lợi tiểu. Bắp cải cũng giúp chống suy nhược thần kinh, giảm đau nhức, phòng chống các bệnh ung thư, tim mạch và nhiều loại bệnh khác. Trong tây y, bắp cải đã được dùng để chữa nhiều bệnh thông thường như mụn nhọt, sâu bọ đốt, run, đau dạ dày. Ở châu Âu từ thời thượng cổ, người ta gọi bắp cải là thuốc của người nghèo. Bắp cải chứa hàm lượng lớn glucid, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1, B2 và PP. Đặc biệt, trong bắp cải có vitamin U chứa viêm loét dạ dày, tá tràng rất tốt. Nếu dùng nước bắp cải uống ngày 1 lít liên tục trong 2 tháng, có thể chữa lành loét dạ dày, tá tràng. Những nghiên cứu mới đây chỉ ra, ăn bắp cải và dưa bắp cải có thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, trong đó có ung thư vú. Các nhà khoa học Hoa Kỳ đã kết luận rằng phụ nữ ăn từ 4 đến 5 bữa bắp cải một tuần sẽ giảm được 74% nguy cơ mắc chứng bệnh ung thư vú, vì trong bắp cải có một nhóm hoạt chất indole. Qua các công trình nghiên cứu tại Anh, Ba Lan cũng cho kết quả tương tự. Nước ép bắp cải được chứng minh là có hiệu quả rõ rệt trong việc giúp làm lành các vết loét, thành sẹo, nhất là dạ dày, tá tràng, ruột. Từ thập niên 40, các bác sĩ Hoa Kỳ đã công nhận tác dụng chữa loét dạ dày của bắp cải. Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng tất cả các loại cải đều có tác dụng phòng chống ung thư, nhưng rõ rệt nhất được xác định vẫn là bắp cải. Nếu ăn một tuần một lần bắp cải, sẽ giảm được 70% nguy cơ ung thư ruột. Nếu 2 tuần một lần, sẽ giảm được 40%. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy người thường xuyên ăn bắp cải có thể phòng ngừa ung thư dạ dày, ruột, giảm tỷ lệ ung thư thanh quản, phổi, thực quản, bàng quang, tiền liệt tuyến, hậu môn. Một số bài thuốc làm từ bắp cải: giảm đau nhức, ép bắp cải lấy nước uống, còn bã đắp vào chỗ đau nhức do thấp khớp, gút, đau dây thần kinh tọa. Đau nhức khớp, nhức tay chân, lấy đá bắp cải cán dập gân lá, hơi nóng, rồi ấp lên chỗ đau. Mỗi chỗ đau, đắp 3 đến 4 miếng lá bắp cải bên ngoài, dùng vải dày áp lên rồi buộc lại. Ho nhiều đờm, dùng 80 đến 100 gram bắp cải, nửa lít nước, sắc còn 1/3, cho thêm mật ong uống trong ngày, kết hợp ăn bắp cải sống. Tiểu đường, bắp cải có tác dụng làm giảm quá trình đồng hóa glucid, giảm đường huyết. Dùng 100 g hàng ngày giúp phòng và trị tiểu đường loại 2. Chống béo phì, bắp cải có tác dụng ngăn ngừa glucid chuyển hóa thành lipid, một trong những nguyên nhân gây béo phì.
giảm các bệnh tim mạch. Bắp cải có tác dụng hạ cholesterol trong máu, giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu, thiểu năng mạch vành, nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Kháng sinh. Nước ép bắp cải có thể chứa viêm họng, viêm phế quản, khàn tiếng, phòng chống nhiễm khuẩn, nhiễm nấm ngoài da. Đắp bắp cải ngoài da có thể chứa mụn nhọt và vết sâu bọ đốt. Bảy loại thực phẩm giúp giết chết tế bào ung thư, ghi nhớ để mua ngay cho gia đình. Ung thư là căn bệnh đáng sợ mà không phải ai muốn mắc phải. Trong tự nhiên có không ít những loại thực phẩm có thể giúp giết chết tế bào ung thư mà chúng ta không để ý tới. Thứ nhất, cà tím, thuốc quý trị ung thư. Trong sách đông y, cà tím thường được sử dụng để chữa bệnh. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy cà tím có khả năng chống lại ung thư. Hoa cà tím, gốc cà tím, nước ép từ cà tím cũng đều là những loại thuốc tốt cho sức khỏe. Vào thời cổ đại đã ghi lại trường hợp dùng gốc cà tím chữa trị u bú. Cà tím cũng rất giàu chất dinh dưỡng. Chúng có lượng vitamin A và C tương đương với cà chua. Riêng protein và canxi còn cao gấp 3 lần so với cà chua. Thứ hai, mướp đắng, mướp hạng nhất chống ung thư. Mướp đắng là loại thực phẩm không dễ ăn. Có những người vì không thích vị đắng của nó nên không bao giờ đụng đũa. Trong y học phương Tây cũng đã chứng minh được hiệu quả chống ung thư của mướp đắng bắt nguồn từ thành phần protein quinine, một loại protein kích hoạt các tế bào miễn dịch và tiêu diệt tế bào ung thư hoặc các tế bào gây bất lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, hạt của mướp đắng còn chứa một chất ức chế protease, giúp ức chế tế bào ung thư bài tiết protease, từ đó ngăn chặn ung thư di căn. Thứ ba, rong biển chống ung thư vú và ung thư tuyến giáp. Rong biển có thể ngăn ngừa ung thư vú và khối u tuyến giáp. Bởi rong biển rất giàu iốt, có thể ngăn ngừa bệnh bú cổ mà nhiều người đã biết. Ngoài ra, nó còn chứa sodium có thể kết hợp với cadmium, những tác nhân gây ung thư và đem những chất đó bài tiết ra ngoài cơ thể. Rong biển có thể tiêu diệt hoặc ức chế vi khuẩn gây ra ung thư đường ruột và thúc đẩy sự bài tiết axit mật, cholesterol. Chiết xuất trực tiếp từ rong biển còn có thể ức chế nhiều tế bào ung thư khác nhau. Thứ tư, khoai lang khiến ung thư dần biến mất. Chúng ta đã rất quen thuộc với món khoai lang nướng mùa đông, hay giờ đây là món khoai lang chiên ăn vặt thơm ngon. Dù gần gũi với đời thường, nhưng ít ai biết rằng nó lại có tác dụng cực tốt cho sức khỏe, giúp chống còi xương, giảm cân. Không chỉ có vậy, khoai lang còn có khả năng chống ung thư cực mạnh. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một chất có trong khoai lang có thể ngăn chặn sự xuất hiện của ung thư đại trực tràng và ung thư vú. Thứ năm, bí ngô, thực phẩm vàng tiêu diệt ung thư. Ở một số quốc gia, bí ngô còn được gọi là bí thần vì nó vừa là lương thực lại vừa là loại rau quả dễ ăn. Người Mỹ thường thưởng thức các món ăn được làm từ bí ngô trong ngày lễ tạ ơn để bày tỏ lòng biết ơn với loại thực phẩm vàng này. Bí ngô có thể giúp ngăn ngừa béo phì, tiểu đường, mỡ máu cao và ngừa tăng cholesterol trong máu. Hơn thế, bí ngô còn có tác dụng chống ung thư rất tốt và có hàm lượng vitamin A rất cao. Nó cũng giàu vitamin C, canxi và chất xơ, có chứa thành phần ức chế chất gây ung thư tryptophan P. Thứ 6, củ cải nhân sâm trắng cực tốt cho sức khỏe. Củ cải có nhiều loại khác nhau nhưng đều có khả năng chống ung thư rất tốt. Vì vậy, người xưa thường truyền nhau rằng mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, cả đời không cần dùng thuốc. Và thậm chí còn ví củ cải như là nhân sâm trắng. Người Hà Lan gọi củ cải là món ăn dân tộc, còn Nhật Bản và Mỹ thì coi đó là vị thần bảo vệ sức khỏe. Củ cải có rất nhiều lợi ích, ngoài chống ung thư còn giúp tiêu đờm, lợi tiểu. Trong củ cải có chứa nhiều loại enzyme có thể loại bỏ khả năng gây ung thư của nitrosamine,
tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể và đài thực bào, tăng khả năng để tiêu diệt tế bào ung thư. Vị hơi cay của củ cải còn kích thích nhu động ruột, thúc đẩy việc loại bỏ các chất gây ung thư. Ngoài ra, củ cải còn có hàm lượng vitamin C cao hơn táo, lê gấp 8 đến 10 lần. Thứ 7, kiwi giành quán quân vitamin C. Quả kiwi với lớp vỏ ngoài như củ khoai tây, nhưng bên trong lại là lớp thịt màu xanh như ngọc lục bảo, có vị chua ngọt thơm ngon, được nhiều người yêu thích. Quả kiwi rất giàu protein, đường, chất béo, vitamin, axit hữu cơ và nhiều loại khoáng chất. Hàm lượng vitamin C của kiwi là quán quân trong các loại quả. Nó là loại quả được mệnh danh là thuốc vitamin C tự nhiên. Ngoài ra, kiwi còn giàu vitamin P, có chức năng bảo vệ huyết quản, giá trị dinh dưỡng rất cao. Với hàm lượng vitamin C cao, kiwi có thể giúp trị ung thư mũi họng, ung thư phổi, ung thư dạ dày. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.